phải rõ ra đấy. Đúng rồi. Nhá. Phải nhấn vào ra như thế, có nghĩa là một cái cuộc đối thoại với nhau chứ không phải chỉ đúng đúng đưa như này đâu. Chứ sao vô vụng chẳng hay gì. Thế gian này có thiếu gì cái nghề xoay chứ người ta lấy khách lấy tây. Trước khi mình hát mình phải biết là cái cô này cô định nói với cô này cái gì, mình muốn nói cái gì mình phải nhớ. Chúng ta ngồi nhá, lại nhá, chị nhá. Nếu mà đã là đặc sản của hát sẩm em phải hát cho nó ra. Người ta nhớ đúng không? Chả có cái người ta. Người mấy ta lấy khách lấy tây cũng sàng trọng trang. Ôi chị ơi chứ em dày không theo. Ôi chị ơi. Ôi chị ơi là chị cái này nhìn vào chị. Ôi chị ơi chứ em dày không theo. Làm sao mà để khán giả người ta cũng giật mình. Người mấy ta lấy khách lấy đồ chưa nào lấy tay cũng sàng trọng chắc ít hơn chứ em dày không theo thế hỏi cô kiếm được bao nhiêu vào ngâm luôn đi nào, tôi hỏi cô.